Anh uống nước đi này. Anh cảm ơn. Ngày nghỉ, anh không nghỉ ngơi thêm một tí mà lại làm việc làm gì? Em cũng thấy đấy. Tiền vợ chồng mình vay để xây cái nhà này đã trả hết đâu. Cố gắng mà cày chứ. Anh này, em đang tính có khi em đi làm lại. Công ty cũ họ đang cần người. Với lại em cũng muốn đỡ đần anh thêm. Em đi làm thì việc nhà ai lo? Em phải biết rằng là bây giờ thuê người giúp việc tiền công rất là cao mà lại không được như ý. Thôi, tốt nhất là em cứ ở nhà nhá, lo việc tề gia nội trợ đi, còn việc kinh tế để anh lo nhá. Chẳng hiểu sao tháng này chi cái gì cũng đắt đỏ, mà tiền điện tiền nước tháng này tăng bao nhiêu anh ạ? Hay là anh phải đưa em thêm một chút để em chi tiêu? Hôm nay mới 18 mà em đã tiêu hết tiền rồi. Em tiêu gì mà kinh đấy? Tháng này thì phát sinh tiền Kubi ốm, rồi Kubi mới đăng ký học lớp tiếng Anh mới, với tiền mua sữa biếu nội ngoại hai bên. Bao nhiêu thứ tiền anh ạ? Tiền, cái gì cũng tiền. Ôi trời ơi, nói ra là tiền mà cái khoản nào cũng phải đóng tiền cả. Alo. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, ông không phải trình bày. Ông chờ thêm vài ngày nữa. Nếu mà tôi thanh lý xong số hàng tôi giả cho ông. Ông phải hiểu là trong tài khoản tôi bây giờ không còn một đồng nào. Ông là bạn thân của tôi mà bây giờ ông còn đòi tiền tôi. Thế thì xã hội ai cho tôi dựa dẫm đây hả? Có chuyện gì mà anh căng thẳng thế? Còn chuyện gì nữa em? Chỉ có chuyện tiền mới làm anh căng thẳng thôi. Thế có chuyện gì? Anh nói em nghe xem nào. Nói cho em có giúp được anh đâu thì nói làm gì cho nó mất thời gian ra. Vợ chồng với nhau, có việc gì anh cứ nói cho em, biết đâu em lại chia sẻ được với anh thì sao? Chuyện là thế này, mấy anh em chung vốn mua một lô hàng ở bên kia với giá rất là hời. Nếu mà mang về Việt Nam bán chắc chắn là có lãi. Thế nhưng mà khi về Việt Nam thì hồ sơ giấy tờ của lô hàng có vấn đề, cho nên là vẫn đang mắc cả. Chưa hoàn thiện được hồ sơ, ngân hàng người ta đòi siết nợ. Bây giờ chỉ cần thêm ít tiền nữa thôi, hoàn thiện hồ sơ là có thể bán được. Vậy mà anh nói em chuẩn bị tinh thần nhé. Tình hình xấu nhất ý, thì vợ chồng mình phải bán nhà. Anh này, em có một ít tiền, em đưa cho anh xem có đỡ được phần nào không nhá. Em đùa anh nhỉ? Hả? Tiền đi chợ mua mớ rau con cá em còn phải bảo anh đưa. Thế bây giờ em định đưa tiền mua rau với cả mua cá để anh trả lại ngân hàng à? Thôi. Em đi vào nhà nấu cơm đi nhá. Đừng bắt anh mơ giấc mơ không có thật nữa. Đây, em sẽ chuyển khoản cho anh luôn. Em chuyển khoản đấy à? Vâng. 100 triệu. Em đừng nói là em vay lãi nhá. Em lấy đâu ra đấy hả? Tiền của em đấy. Gần đây em nhận thêm làm kế toán cho mấy công ty. Nên em tiết kiệm được. Bây giờ làm việc online nên em vừa làm việc nhà mà lại vẫn có việc làm kiếm thêm. Vợ anh đúng là giỏi thật đấy nha. Tề gia nội trợ đâu vào đấy. Công việc gia đình ổn định thế mà vẫn kiếm thêm được tiền. Vợ anh đúng là number one đấy. Chuyện vợ anh mà lại